Xin chào mọi người. Đây là một con trạm mà tôi đã leo tầm 10 phút.
Bạn leo xa vãi luôn. Đây, đây là toàn cảnh để cho mọi người thấy. Trạm này nó rơi vào tầm độ cao tầm 200m. Và tôi leo mất khoảng độ tầm 10 phút. Mẹ từ dưới đất trèo lên.